mua chiếc bút rẻ hơn rất nhiều so với Apple Pencil 2 mà dùng như Apple Pencil. Không tin nhìn đây này, sạc được không dây, hút 5 châm giống y hệt Apple Pencil thế hệ thứ 2 mà nhá, không cần kết nối Bluetooth. Các bạn chỉ việc đặt lên như thế này là có thể viết và vẽ trên màn hình iPad. Ngòi bút thì bằng cao su nên có thể viết nét thanh nét đậm được, chỉ thêm 290k so với thế hệ chiếc bút tiền nhiệm mà các bạn sẽ có được một thiết kế vô cùng là liền mạch. Tặng luôn một chiếc bao da đi kèm cho mọi người. Với chiếc bút Chewy Tati 2.5, các bạn sẽ được customize tên hoàn toàn miễn phí trên chiếc bút này. Đố thằng nào mà dám cầm nhầm mà sau này bảo là của mình nữa nha. Dùng được tận 12 tiếng mà lại còn là sạc không dây nữa. Nói chung là đồ Apple một combo giá hợp lý. Dùng chiếc bút Chewy Tati 2.5 này là quá là tuyệt vời cho những bạn nào nhu cầu thao tác viết vẽ hay là ghi chú cơ bản. Với mức giá cực kỳ rẻ thì rõ ràng đây vẫn là một sự lựa chọn kinh tế cho các bạn học sinh sinh viên.